Ngày Benzema rời đội, người ta vỗ tay chúc mừng anh và không ít người nhận ra rằng thành viên cuối cùng của bộ ba BBC đã rời khỏi Real Madrid mất rồi. Đó là một hành trình mà cả ba người trong số đó đều khó sẽ mường tượng ra tương lai của họ tại Real sẽ như thế nào. Sự kết hợp tuyệt vời giữa Cristiano Ronaldo, Karim Benzema và Gareth Bale đã kéo dài 5 năm, làm đối trọng của bộ ba MSN Barca và đã vươn mình trở thành một thứ giá trị không thể nào phai mờ trong tâm trí các cổ động viên của Real Madrid. Đó là sự kết hợp của tốc độ và khả năng bứt phá đáng kinh ngạc của Bale, bản năng sát thủ của Ronaldo và sự cần cù hy sinh của Benzema. Họ đã trở thành nỗi ác mộng của bất kỳ hàng phòng ngự nào. Mỗi khi bộ ba này kết hợp, cả sân vận động như bùng nổ. BBC không chỉ mang đến những bàn thắng mà còn là biểu tượng của sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh, kỹ thuật và tinh thần chiến đấu. Và giờ đây, Real Madrid dường như đã có một bộ ba kế vị mang tên Jude Bellingham, Mbappe và Vinicius. Những người trẻ tuổi mang đầy nhiệt huyết và khát khao chứng tỏ bản thân mình, sánh ngang với những bậc đàn anh. Về mặt lý thuyết, Mbappe, Bellingham và Vinicius rất khó được xem là một bộ ba trên hàng công của Real Madrid. Chỉ có một kịch bản duy nhất để biến ba cầu thủ trên thành một bộ ba đủ mạnh trong thực chiến. Đó là bố trí Jude Bellingham tiếp tục chơi ở vị trí số 10 như hồi đầu mùa giải năm ngoái trong sơ đồ 4-3-1-2. Hai tiền đạo của chúng ta lúc này sẽ là Kylian Mbappe và Vinicius. Ồ, thực ra thì phương án này cũng khả thi đấy chứ nhỉ. Nhưng như thế thì bộ ba của Real Madrid mới này lại trông giống bộ ba Zidane, Inzaghi, Del Piero của Juventus hơn. Mùa 97-98, Juventus đã tạo ra một bộ ba kinh khủng nhất câu lạc bộ từ ba cái tên mà ít người nghĩ đến. Đầu tiên là Inzaghi phiên bản Juventus, một Inzaghi thậm chí còn ghi bàn đều đặn hơn thời Milan sau đó. Thứ hai là Alex Del Piero, con cưng trong mắt Juventini, hai tiền đạo trên hoạt động nhờ vào nguồn sáng tạo bất tận mang tên Zidane. Và trùng hợp thay, thần tượng của Jude Bellingham lại chính là Zinedine Zidane. Ba cá nhân trên nằm trong top ra sân của Juventus. Zidane mùa giải năm đó có 11 bàn, Inzaghi thì 27 bàn thắng, còn Del Piero có đến 32 bàn. Ba người và 70 bàn thắng được ghi, đó hoàn toàn có thể là một gợi ý cho ông Ancelotti, huấn luyện viên người Ý từng một lần bỏ qua ý tưởng này. Trong trường hợp của Zidane, chắc chắn là ông sẽ không muốn bỏ lỡ thêm một cơ hội như vậy nữa, dĩ nhiên là nếu nó thật sự hiệu quả. Một giả thuyết thậm chí còn điên rồ hơn, đó là giữ nguyên vị trí trong sơ đồ 4-3-3. Vinicius vẫn ở biên trái, Mbappe ở khu vực trung tâm, còn Bellingham sẽ chơi hành lang cánh phải đúng như cái cách mà Fede Valverde từng chơi trước đây. Nói vậy để thấy, thực ra BMW sẽ giống một nhóm các cầu thủ trụ cột của Real Madrid trong tương lai thì hơn. Nếu chúng ta phóng chiếu trở lại bộ ba BBC, đúng là họ có thể ra sân cùng nhau ở ba vị trí trên hàng công. Thế nhưng, trong giai đoạn cuối, huấn luyện viên Zidane đã thẳng tay đưa Gareth Bale lên băng ghế dự bị để vận hành sơ đồ 4-4-2 với Benzema và Cristiano Ronaldo chơi cao nhất trên hàng công. Nhưng đó là trong giai đoạn cuối của BBC, khi mà Gareth Bale dường như đã ít nhiều mất đi động lực thi đấu đỉnh cao. Còn mọi chuyện có thể sẽ rất khác với bộ ba BMW của Real Madrid hiện tại. Người lớn tuổi nhất là Mbappe năm nay mới chỉ 25 tuổi, và anh sẽ còn một hành trình tương đối dài phía trước cùng với Real Madrid nếu như không có điều gì thay đổi. Câu hỏi được đặt ra đó là, giả sử mà Real Madrid có mang về một chân chạy cánh đẳng cấp ở hành lang cánh phải đi, thì liệu rằng đó có phải là một bộ ba mới hay không? Liệu Jude Bellingham có cần thiết ở bộ ba này hay không? Câu trả lời sẽ tùy vào khả năng của anh chàng tân binh kia, hoặc có khi là chính Rodrigo. Thế nhưng hiện tại có nhiều lý do để người ta bàn đến bộ ba BMW hơn. Bởi lẽ cũng như bộ ba BBC trước đó, BMW là sự kết hợp của những ngôi sao số 1 thế giới, là đại diện của sự lấp lánh mang tên Real Madrid và là bảo chứng về sự thành công lẫn độ nổi tiếng. Thi đấu tốt chỉ là một phần thôi, câu chuyện thương hiệu sẽ là thứ đáng để đặt lên bàn cân. Mà xét về câu chuyện thương hiệu thì BMW hiện tại đã phản chiếu BBC ở góc độ vai trò. Nếu BBC là một bộ phim thì nó có đủ bá vai. Trong tiếng Anh có một từ dùng là clutch để chỉ những bàn thắng mang tính chất cực kỳ quyết định, và Gareth Bale chính là con người được sinh ra cho những khoảnh khắc kiểu như thế. Anh ghi 5 bàn thắng trong trận đấu mà Real Madrid tranh giành danh hiệu. Mối tình này bắt đầu từ trận chung kết Copa del Rey mùa giải 2013-2014, khi cựu cầu thủ Tottenham có pha solo ghi bàn ngoạn mục. Trong cùng mùa giải đó, tại trận chung kết Champions League, anh ghi bàn ấn định tỷ số 2-1, giúp Real Madrid giành chức vô địch cúp C1 thứ 10. Và dấu ấn đáng nhớ nhất là 2 bàn thắng vào lưới Liverpool. Bale không chỉ có những khoảnh khắc mà còn đóng góp lớn về mặt số liệu. Tổng cộng Gareth Bale đã thi đấu 258 trận, ghi 106 bàn thắng, thực hiện 60 pha kiến tạo và giành 19 danh hiệu, bao gồm 5 danh hiệu Champions League. Trong bộ ba BMW mới, có một cá nhân đảm nhiệm vai trò gần như là tương tự, đó chính là Jude Bellingham. Trong mùa giải vừa qua, Jude Bellingham đã ghi được tổng cộng 23 bàn thắng cho Real Madrid. Đáng chú ý hơn, trong số 23 bàn thắng đó, tiền vệ người Anh đã có đến 9 lần ghi bàn định đoạt cả trận đấu, trực tiếp mang về chiến thắng cho Real Madrid. Xem ra nếu không phải Bellingham thì không ai có thể kế thừa được vai trò người hùng của những khoảnh khắc tại Real Madrid. Nhân vật tiếp theo trong bộ ba là Ronaldo.
Cristiano Ronaldo, người vĩ đại nhất với 450 bàn thắng trong 438 trận, là cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong lịch sử Real Madrid. Không có cụm từ nào định nghĩa rõ hơn về Ronaldo tại câu lạc bộ này. Anh đến như một ngôi sao và chưa bao giờ rời khỏi vị trí đó. Với tỷ lệ hơn một bàn mỗi trận, Ronaldo đã ghi 249 bàn trong thời kỳ BBC và 201 bàn trước đó. Anh giành 4 quả bóng vàng trong các năm 2014, 2015, 2016 và 2017. Cristiano Ronaldo đã phá vỡ các kỷ lục ghi bàn của Real Madrid trong suốt những năm ở thủ đô. Anh ghi 105 bàn tại Champions League khi chơi cho Real, trong đó có 70 bàn trong thời kỳ BBC. Anh luôn là nhân tố quyết định ở giải đấu này với gần một nửa trong số 105 bàn được ghi trong các vòng đấu loại trực tiếp, 50 bàn và 34 trong số đó là khi anh cùng Benzema và Bale thi đấu. Và người kế thừa cho vai trò cầu thủ xuất sắc nhất tại Real Madrid không ai khác ngoài một fan cứng của anh, Kylian Mbappe, người cũng vừa mới đến sau một lễ ra mắt không thể hoành tráng hơn. Mbappe dường như đã làm theo rất nhiều động tác của Ronaldo trong buổi lễ ra mắt tuy ngắn nhưng đem lại nhiều cảm xúc. Có thể nói, xét về trình độ chuyên môn thuần túy, tạm gạt đi những yếu tố về phong độ thì Mbappe xứng đáng ở vị trí top 1. Những Madridista không mong gì hơn việc Mbappe có thể làm được những gì mà thần tượng của anh đã từng làm tại sân Bernabeu trước đây, dù rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng. Karim Benzema từ vị trí thứ 2 trở thành huyền thoại với 354 bàn thắng trong 648 trận, đã chấp nhận thách thức trở thành số 9 của Real Madrid khi anh mới 22 tuổi. Trong một đội bóng đã có Ronaldo làm ngôi sao ghi bàn chủ lực, Benzema đã ghi 354 bàn thắng và thực hiện 143 pha kiến tạo. Vai trò tiền đạo thứ 2 của Benzema khiến anh bị lu mờ trong nhiều năm. Nhưng sau khi Ronaldo rời đi, từ mùa giải 2018-2019, Benzema đã ghi 162 bàn thắng trong 236 trận với tỷ lệ 0,67 bàn mỗi trận. Trước khi Ronaldo rời đi, anh đã ghi 192 bàn trong 412 trận với tỷ lệ là 0,47. Trong 3 năm cuối tại Bernabeu, anh luôn ghi trên 30 bàn mỗi mùa. Và người cuối cùng trong danh sách này, Vinicius dường như sẽ kế thừa vai trò của Benzema trong bộ ba này. Tại sao là Vinicius? Tại sao Vinicius phải bị xem là người nhận trách nhiệm hy sinh mà không phải là hai người còn lại? Quay ngược lại thời điểm quá khứ, Benzema thực tế là một chủ công tại Lyon. Tài năng của Benzema đã được khẳng định qua những mùa giải cuối cùng tại đội chủ sân Jacques Lang khi ấy. Và tiềm năng của Benzema thực ra cũng chả kém gì. Thế nhưng khi bước sang Real, Cristiano Ronaldo là tài năng số 1 và là độc tôn ở Real. Vì thế nên Benzema đã phải lùi lại một bước để hy sinh cho người đồng đội tỏa sáng, đem về cúp cho đội bóng. Vinicius hay, rất hay, hoàn toàn có khả năng đoạt quả bóng vàng trong năm nay. Thế nhưng một đội bóng khó lòng có hai hổ và chuyện Vinicius bị phần nào đó hạn chế, tầm ảnh hưởng là điều hoàn toàn có thể diễn ra. Những thành tích và kỷ lục của Bale, Ronaldo và Benzema đã giúp Real Madrid trải qua một kỷ nguyên vàng son, khẳng định vị thế của mình trên đấu trường bóng đá châu Âu và thế giới. Bộ ba này sẽ mãi mãi được nhớ đến như một trong những bộ ba tấn công xuất sắc nhất lịch sử bóng đá, để lại một di sản không thể phai mờ trong lòng người hâm mộ bóng đá. Và truyền thống lập bộ ba vẫn sẽ được người Madrid tiếp tục giữ ở Galacticos 3.0 này với một bộ ba mới bao gồm Vinicius, Mbappe và Jude Bellingham. Thực ra thì sẽ có nhiều cách để phân vai, nhiều người sẽ muốn gán câu chuyện của Bellingham với Benzema hơn vì cả hai cầu thủ này đều đảm nhận một vai trò hy sinh nhiều hơn trong bộ ba. Trong khi đó, Vinicius và Mbappe xứng đáng được đóng vai bộ đôi Ronaldo-Gareth Bale mới bởi lẽ mối quan hệ giữa họ rất đặc biệt, vừa là đồng đội lại vừa là những kẻ tranh giành ngôi vị chủ công của đội bóng và xa hơn là quả bóng vàng. Thú vị ở chỗ nếu ví Ronaldo ở vị trí của Mbappe, Bale, Vinicius thì cũng hoàn toàn hợp lý về mặt danh tiếng. Bởi xét về danh tiếng cũng như thực lực, Mbappe nhỉnh hơn Vinicius bao nhiêu thì Ronaldo cũng nhỉnh hơn Gareth Bale gần như tương tự. Tùy góc nhìn của mỗi người sẽ cho ra những lăng kính khác nhau về từng vai trò. Nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng họ đều sẽ là những người mang trọng trách nặng nề. Với BBC, đó là nhiệm vụ phục hưng lại vinh quang xưa của Los Blancos trước sự áp đảo đến từ Barcelona giai đoạn đầu thập kỷ trước. Còn đối với BMW, họ sẽ được giao một nhiệm vụ khác. Real Madrid đang quá thành công hàng loạt chức vô địch Champions League trong thời gian quá ngắn đã khiến cho những người đến sau như Mbappe phải chịu trách nhiệm duy trì sự thành công đó. Leo đỉnh đã khó, đứng trên đỉnh thậm chí còn khó hơn. Sự kết hợp của bộ ba Bellingham, Mbappe và Vinicius sẽ tạo ra cái tên BMW, đọc là BMW. Trùng hợp thay, có một hãng xe cực kỳ nổi tiếng ở Đức có tên gọi là BMW Kép cũng có cách đọc tương tự. BMW không quá xa lạ với chúng ta, đây là hãng sản xuất các dòng xe thể thao và xe hạng sang cao cấp, cung cấp sự kết hợp giữa hiệu suất lái xe và thiết kế tinh tế, kết hợp giữa hiệu suất và tinh tế. Đó cũng có lẽ là thông điệp mà Real Madrid muốn truyền tải đến thế giới qua sự kết hợp này. Và hy vọng chiếc xe BMW mà chủ tịch Perez tạo ra sẽ có thể đi xa một chút, bởi lẽ lần này, vị chủ tịch đáng kính của chúng ta đã tậu hẳn một bộ động cơ đẳng cấp cao nhất, bao gồm những Tuameni, Camavinga hay Valverde rồi.
Chỉ cần ông không vứt đi như hồi Galacticos 1.0, có lẽ Real Madrid vẫn sẽ là một thế lực với BMW.